Good evening quý vị. Hãy cho mình đang có mặt ở đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Sài Gòn, tối ngày 7 tháng 12 2017. Trời Sài Gòn không mưa gì. Nhiệt độ bây giờ khoảng 28 độ C. Bây giờ là gần 8 giờ tối nè. Bên phải đây là có cái vũ trường phi ưng cái club á. Giống như quán bar. Bên phải là cái tiệm phở Anh 35.000 đồng tô. Hôm rồi Hải có ghé ăn quay clip cho gì xem đó. Mới hồi sáng còn uống cà phê Đà Lạt cái gì. Hồi trưa là ăn trưa ở Bảo Lộc. Bây giờ tối là dạo phố Sài Gòn. Cách nhau 300 cây số từ Đà Lạt về Sài Gòn cái gì. Đi bằng xe là ở Đà Lạt đi 7 giờ rưỡi đó. Về tới Sài Gòn là 5 giờ. Gần cả ngày vậy, quốc lộ 20. À, Sài Gòn lên đèn quán hiệu. Cửa hàng mở cửa tới 9 giờ đêm. Nhớ tối hôm qua còn đi dạo quanh chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương. À, bây giờ đã dạo phố Sài Gòn. Vậy là chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là tới Noel rồi. Nhanh quá vậy ha. Là 3 tuần nữa là hết năm cũ, qua năm 2018 rồi đó. Đây là cuối đường Tân Sơn Nhì, giao nhau với đường Trường Chinh. Khu vực này là bán vé số, sổ số vậy. Quý vị thấy quán nhậu vỉa hè. Hôm qua ở Đà Lạt 18-19 độ, nãy về 28 độ, thấy nóng gì. Thay đổi thời tiết. À, quẹo ở đây là đường Tân Kỳ Tân Quý. Bên phải đây là đường Cộng Hòa hay gì, hướng về phi trường Tân Sơn Nhất. À, phía trước vậy là tòa nhà Y-Thao, giống như văn phòng office vậy. Như vậy Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa khô 6 tháng gì là bớt mưa, trời sẽ hanh nóng nực đây. Rồi đây là giao lộ với đường ấp Bắc, bên phải là ra đường Trường Chinh. Thank you.
cầu vượt bắc ngang qua đường Hoàng Hoa Thám. Nhìn qua bên phải đây là đường Hoàng Hoa Thám hướng ra đường Trường Chinh đó vậy. Đi vô 500m là chợ Hoàng Hoa Thám đó. Có gì thấy Sài Gòn lên đèn. Đẹp hết gì ha. Bên phải là siêu thị Lotte của Hàn Quốc cái gì. Đường Úc Tịch. Góc bên phải là siêu thị Vincom. Cầu vượt bắc qua lăng Ca Cả, quận Tân Bình nhé chị. Đường Võ Tánh với đường Trương Minh Giảng cái gì. Đi thẳng đây là đường Hoàng Văn Thụ, ngày xưa là Võ Tánh về ngã tư Phú Nhuận nè. Bên trái gì là công viên Hoàng Văn Thụ. Phía trước vậy là ngã tư với đường Nguyễn Văn Trỗi, rẽ phải là vô quận 1 đi thẳng là lên ngã tư Phú Nhuận, rẽ trái đây là đường Trường Sơ hướng vào phi trường Tân Sơn Nhất. Ok, hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo nha, goodbye.